Chương một. Thân ở địa ngục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Pin ER từ hắc ám trong tỉnh lại, chật vật mở hai mắt ra, dùng hết lực khí toàn thân đem chính mình từ dưới đất nâng lên, ngồi liệt tại góc tường. Vẻn vẹn chỉ là một cái như vậy đem chính mình chống đỡ đơn giản động tác, đã bắt đầu khiến Pin ER miệng to thở hổn hển. Pin ER hai mắt nhắm chặt, tại hôn mê đại não trong tìm kiếm còn sống tin tức hữu dụng, nhưng rất là tiếc nuối, trừ hy. Pin R danh tự này ở ngoài, hắn cái gì đều không nhớ nổi, loại kia phản phất ngày thứ nhất mở mắt, không rõ ràng giống nhau đại não, khiến Pin R nội tâm dày vào cảm giác. Tối mờ hoàn cảnh khiến Pin R không thấy mình trên người tình huống, nhưng là chỉ bằng cảm giác, Pin R cũng có thể biết, hắn hiện tại trên căn bản đã là dầu cạn đèn tắt, không rõ ràng như vậy không có bất kỳ nghĩ bậy đại não khiến Pin R vô cùng tỉnh táo biết rõ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, hắn có thể ngay cả 12 giờ đều giữ vững không? Khô miệng đến tự như đại hạn ba năm xong dường như vậy rạng đứt miệng môi, ngực trước mộng bị bàn là kinh hôn qua đau đớn, sưng lên đến không mở ra được mắt trái, không cảm giác chút nào đùi phải, tại pin ER sườn phải nơi, hắn còn có thể cảm nhận được chậm rãi không ngừng chảy ra nhiệt vết. Coi như mất trí nhớ cũng không có mất đi cơ sở cảm niệm pin ER minh bạch, kia nhiệt vết chính là đang chảy máu trời mới biết pin er đang đứng ở một cái hoàn cảnh gì làm trong bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu là tại qua mấy giờ hết thảy các thứ này đều giảng hòa pin er không có bất cứ quan hệ nào này bên cạnh kk còn sống sao thanh thúy non nớt thanh âm tại pin er vang lên bên tai nếu như là bình thường nói pin er khẳng định sẽ tiếp lời nhưng là bây giờ tràn cảnh này thứ cho pin er không có năng lực làm đương nhiên bên cạnh thanh âm cũng không có tiếp tục truyền tới, đoán chừng là cho là pin ER đã chết đi. Trên thực tế, pin ER cũng đang lặng lặng chờ đợi giải thoát hàng lâm, trên người tổn thương thật rất đau, đau khiến người muốn chết. Tại thống khổ và mệt mỏi trong, pin ER bất tỉnh, không sai, chính là bất tỉnh, mà không phải ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết pin ER lưu nhiều ít máu, thậm chí phỏng chừng người khác thấy pin ER thời điểm, phỏng chừng cũng không biết pin r còn sống hay không chính là cái này thời điểm pin r đầu trong vang lên một cái thanh âm kiểm tra đến ký chủ sinh mạng cơ năng sắp kết thúc hệ thống khẩn cấp mở ra khấu trừ mới bắt đầu vốn 400 tiền vàng cùng với một bách một đầu giữ lại mới bắt đầu tiểu tinh linh một cái triệu hoán sư cơ sở thiết lập mở ra quân doanh mở ra cao cấp quân doanh cùng sử thi quân doanh mở ra điều kiện cái khác hỏi thông báo xong tất nếu như Pin R lúc này thanh tĩnh nói, khẳng định sẽ cảm thấy rất thần kỳ, hơn nữa sẽ có nhiều chút quen thuộc, nhưng là ngay bây giờ mà nói những thứ này đều là nói nhảm, dù sao Pin R hôn mê trong, hoàn toàn không nghe được. Ngày thứ hai, chói mắt ánh nắng theo ngục giam cửa sổ khe hở rơi Pin R trên mặt, Pin R chật vật mở mắt, mặt đầy nghi hoặc. Trên người vết sẹo vẫn tồn tại, nhưng là vết thương cũng đã đều tốt, lưu lại chỉ có vết sẹo, mà còn cũng không có thiếu nước cảm giác mặc dù có chút đói, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng thể năng. Hết thảy các thứ này nhất định chính là không thể nào. Trên người sau khi thương thế lành, một chút ký ức mảnh vụn từ từ nổi lên. Đương nhiên cũng không hoàn toàn, chỉ là một chút lẻ tẻ đoạn phim. Nhưng là chỉ những thứ này đoạn phim có thể cung cấp tin tức cũng đã rất nhiều. Đầu tiên, hắn chỗ vị trí là cái thế giới này chủ nhân, thiên long nhân ngục giam, mà hắn tin ER chính là một tên nô lệ, một tên phụ trách khiến thiên long nhân phát tiết căm phẫn nô lệ, tại Pin R ER trước đã ít nhất có 200 người mất mạng với Pin R ER vị trí cái này ngục giam. Mà ngày hôm qua là hắn Pin R ER ngày thứ nhất. Ngực miệng thiên tượng long chi đề cũng là ngày hôm qua vừa mới in vào, nguyên vốn phải là mới tổn thương, nhưng là trước lại chỉ lưu lại một đạo cũ vết. Mặc dù Pin R ER cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là cũng không có lập tức sinh ra cái gì phản kháng ý tưởng. Thiên Long Nhân là chí cao vô thượng tồn tại một điểm này ở cái thế giới này, người bình thường trong thế giới là thâm căn cố đế tư tưởng. Chỉ là không khỏi Pin Er trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác, ngạch, chính là thấy cái thế giới này rất không được tự nhiên. Pin Er đứng lên hoạt động một chút gân cốt, cũng không có gì không đúng sức địa phương, nhưng là ngày hôm qua kia huyễn như ác mộng cảnh tượng Pin Er cũng vô cùng xác định là thật phát sinh qua không minh bạch hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra pin R er, chỉ có thể đem hết thảy đều quy công cùng thần thương hại nhưng mà hắn lại không có nghĩ qua nếu như thần thật có thương hại nói hắn làm sao sẽ xuất hiện tại ngục giam trong cái thế giới này làm sao sẽ tồn tại thiên long nhân cái này tội ác bẩn thiểu chủng tộc ngay tại pin R er, tự mình nghiên cứu thời điểm bên cạnh kia non nớt mang theo giọng run rẩy thanh âm lần hai truyền tới bên cạnh ca ca còn sống sao pin ER nghe vậy xem mình một chút thân hình, mặc dù không có gương không thấy mình khuôn mặt, nhưng nhìn vóc người hẳn là chừng 20 tuổi thanh niên, một tiếng này ca ca cũng không oan uổng. Ta còn sống, tối ngày hôm qua tình huống không được, hiện tại rất nhiều. Ngươi là bởi vì sao bị bắt vào tới? Bao lâu? Phim ER vừa nói chuyện, một bên dựa vào tường này gốc ngồi xuống, mặc dù bây giờ bị giam, mặc dù trên người tổn thương đã không có, nhưng là dù sao sinh hoạt còn tiếp tục, còn sống thì có hy vọng, trao đổi một chút cũng là tốt. Ta gọi là hang cốc, qua. Hang cốc, ta bị nô lệ con buôn bắt sau đó bán tới đây có một tuần lễ, tại ca ca trước ngươi, mỗi ngày đều sẽ cùng khác nhau người bị giam vào ngươi cái này phòng giam, sau đó lại sẽ vào sáng ngày thứ hai bị người kéo đi, ngươi là ta lễ này bái cái thứ nhất thấy giữ vững sống qua một ngày ngươi. Pin ER cũng không biết vì cái gì, nhưng là nghe hang cốc thanh âm liền sẽ cảm giác có như vậy một chút nhẹ nhõm, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, có lẽ là bởi vì khác phái hút nhau, tóm lại là rất huyền diệu đồ vật. Ta gọi là hi. Pin Er, rất hân hạnh được biết ngươi, Hàn Cốc. Tại cái này bất tỉnh ám triều si nhăn nhíu bẩn thiểu trong ngục giam, một loại không biết nên xưng hô như thế nào cảm tình chậm chậm bắt đầu lan tràn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.